Tại sao chúng ta phải có trách nhiệm với nghiệp lực của mình? Hỏi, kính bạch thầy. Trong sách của thầy có nói, người đánh mất thân này đến muôn ngàn kiếp sau cũng khó mà được làm người, ví như con rùa mù tìm bọng cây ngoài biển, theo con hiểu đó là sau lúc chết đi. Đến kiếp sau họ đâu còn biết họ là ai nữa, đó là cái nghiệp khổ của họ, chứ không phải họ chết rồi bị đi đầu thai làm các con vật khác, phải vậy không thưa thầy? Đáp, sự hiểu biết của cháu là sự hiểu biết chấp đoạn, cái nghiệp ác kia tiếp tục đi tái sanh luân hồi, cái nghiệp đó do ai làm ra? Có phải chính trong cuộc sống của chúng ta đã tạo ra nó không? Khi con người còn sống thường huân tập ác và thiện do lòng ham muốn tạo ra. Khi người chết chẳng còn một vật gì cả nghĩa là không có thần thức, Phật tánh hoặc linh hồn, tất cả đều hoại diệt theo thân xác của họ, nhưng cái còn lại là gì? hành động thiện ác của chúng ta còn lại nó trở thành một cái lực rất mạnh nên kinh gọi nó là nghiệp lực nghiệp lực cũng giống như đứa con của chúng ta sanh ra tạo ra rồi đứa con nghiệp lực của chúng ta lại sanh ra cháu nghiệp lực của chúng ta cháu nghiệp lực của chúng ta lại sanh ra chít nghiệp lực của chúng ta và cứ thế mãi mãi sanh ra trong vô lượng kiếp và mỗi nghiệp lực sanh ra như vậy đều do chúng ta mà có thế mà chúng ta vô trách nhiệm với những nghiệp lực này sao? Khi mà những nghiệp lực này mang đầy đau khổ lúc nó thọ lấy thân người hoặc thân chúng sanh và mãi mãi muôn đời muôn kiếp thì chúng ta là người cha, thân ngũ uẩn, sanh nó ra, cớ sao chúng ta không thấy trách nhiệm mình sao? Trong thư con hỏi, sau lúc chết đi, đến kiếp sau, họ đâu còn biết họ là ai nữa, đó là cái nghiệp khổ của họ chứ không phải là họ chết đi bị đầu thai làm các con vật phải không thưa thầy ví dụ như cháu có một đứa con cháu có muốn cho đứa con ngoan tốt hiền lành có hiếu thảo chăm học không ham chơi hay muốn có một đứa con không ngoan tốt hung dữ bất hiếu không chăm học thích chơi đùa không nếu cháu có một đứa con ngoan tốt hiền lành có hiếu thì cháu có sung sướng không chắc hẳn là sung sướng phải không cháu? Bằng ngược lại cháu có một đứa con không ngoan tốt, tánh tình hung ác, bất hiếu thường thích chơi, không thích học thì cháu có khổ không? Chắc hẳn là khổ rồi phải không cháu? Và như vậy, dù biết hay không biết về nghiệp của cháu ở quá khứ hay vị lai, cháu cũng đều phải có trách nhiệm trong hành động thiện, ác của cháu đối với nghiệp. Và lại, trong hiện kiếp của cháu, sự khổ vui của đời cháu đều do chính hành động nghiệp thiện ác của cháu. Nhưng trong thứ cháu bảo, cũng không biết kiếp trước mình là ai cả, cũng như con, giờ đây con đâu biết kiếp trước mình là ai. Ở đâu? Do vậy họ đâu có sợ làm điều ác, vì kiếp sau họ đâu biết họ là ai để mà đau, mà tiếc, mà ân hận, vân vân. Như thầy đã dạy, dù con có biết hay không biết kiếp đã qua và kiếp vị lai của con là ai, nhưng trong hiện tại con làm điều ác thì con không thể tránh khỏi mọi sự khổ đau. Vì thế con phải có trách nhiệm bổn phận về đời sống hiện tại của con, nhất là con phải thấy và hiểu biết trách nhiệm và bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại là con không nên làm khổ con, không nên làm khổ người khác bằng những hành động ác thân miệng ý của con. Vì những hành động ác ấy trong hiện tại đã khiến cho đời sống hiện kiếp của con phải gặp nhiều sự bất hạnh, khổ đau, bất toại nguyện và cay đắng, vân vân. Con có biết không? Cho nên con còn phải hiểu biết về luật nhân quả đang chi phối những hành động nghiệp thiện ác của con ở tương lai sau này. Vì những hành động thiện ác của con trong hiện kiếp mà vị lai bao nhiêu chúng sanh do nghiệp thiện ác ấy sanh ra phải chịu khổ đau, vui buồn, bất an bất toại nguyện vân vân. Đó là trách nhiệm đạo đức làm người con ạ. Con không thể thờ ơ để cho hành động thiện ác của con đi tái sanh mặc khổ vui kệ nó. Bởi vậy Đức Phật dạy, chúng sanh là những người thừa kế của nghiệp, nghiệp là cha đẻ ra chúng sanh, thừa kế của nghiệp tức là nghiệp sanh ra chúng ta ra. Nếu chúng ta có đôi mắt nhìn xuyên thủng qua lớp áo thân nghiệp của chúng sanh thì chúng ta sẽ thấy tất cả chúng sanh đều do nghiệp lực của chúng ta sanh ra. Chừng đó chúng ta có nỡ lòng nào ăn thịt chúng sanh không? Vì cầm dao cắt cổ gà đập đầu khá là cầm dao cắt cổ cha mẹ mình, là đập đầu con cháu mình thì thử hỏi con người có tình cảm, biết khổ đau biết thương khóc, biết nước nở khi mất cha mất mẹ thì làm sao chúng ta có những hành động ác ấy được? Còn ăn thịt chúng sanh là như ăn thịt cha mẹ, con cháu của mình chứ đâu phải ai xa lạ. Chỉ có loài thu vật mới không có sự hiểu biết, mới ăn thịt cha mẹ con cháu như vậy. Nhưng con người thì chúng ta sao nỡ có những hành động ác độc ấy được. Là con người thì không thể sống như con thú vật được, vì con người sống có đạo đức làm người, sống có tình cảm, sống có trí tuệ hiểu biết thì không thể nào sống man dợ hung ác như loài cầm thú được. Ví dụ, để cháu thấy nghiệp lực một người bình thường không có sân, đến khi gặp việc trái ý, nghiệt lòng, người ấy tức giận giống như một con thú dữ, đó gọi là nghiệp lực của sân. Chúng ta giết hại chúng sanh để ăn thịt lâu ngày thành thói quen ăn thịt, thói quen ăn thịt tức là nghiệp lực nên khi ăn uống không có thịt chúng sanh thì ăn uống không ngon. Do đó nghiệp thích ăn thịt chúng xanh vẫn còn nên tương ưng với thịt chúng xanh mà tái xanh làm chúng xanh. Một nghiệp lực như vậy có thể sanh ra làm trăm muôn con vật để rồi tiếp tục sanh tử theo nghiệp của nó, vay trả trả vay. Còn những nghiệp lực thiện cũng tiếp tục tái sanh làm người. Một nghiệp lực thiện có thể sanh ra nhiều người tùy theo môi trường sống của hành tinh, tức là môi trường nhân quả trên quả địa cầu này. Mặc dù họ không biết họ là ai trong kiếp kế, nhưng nghiệp lực thiện ác của họ luôn luôn tiếp tục tái sanh luân hồi làm mọi thân chúng sanh khi cuộc sống hiện tại họ đã giết hại chúng sanh như thế nào thì họ phải vay trả như thế nấy. Làm thân chúng sanh chỉ biết khổ đau mà không biết cách thoát khổ, nghĩa là làm thân chúng sanh không biết thiện ác, chúng làm theo bản năng tự nhiên của chúng để bảo vệ sự sống, vì thế chúng phải chịu khổ vô vàn trong vô lượng ngàn muôn kép trưởng lão thích thông lạc là...